nay mình xin test một con máy xăng đầu ý 5 ngựa 5 HP. Máy đó còn mới nha anh em. Shaka 5. Lưu lượng là 20 lít trên phút anh em. Con này xài khoảng 120 kg. Đi Bentley 2 thì lên 150-200 kg anh em. Máy là máy máy Yamaha. Năm chung một kêu quát 5 ngựa 380. Máy Yamaha 210 nha anh em. Máy còn rất mới. Này cấp âm, siêu cấp âm anh em. Rồi, mình xin test máy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Thank you.